tôi là Nguyễn Thị Xuân Khuê, quốc danh là Xuân Nguyệt Anh. Tôi sinh năm 1864 ở Ba Chi, Bến Tre. Cha tôi là nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Thế nên từ nhỏ tôi đã được cha dạy chữ Hán, dạy làm thơ văn nôm và được cha truyền cho rất nhiều kiến thức văn học. Niềm đam mê viết lách và văn học trong tôi rất lớn lao và cháy bỏng. Chắc nhờ niềm đam mê to lớn ấy, tôi đã trở thành nữ chủ bút đầu tiên của làng báo nước ta. Là phận nữ nhi, ai cũng muốn mình có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Thế nhưng khi chưa được hưởng những giây phút hạnh phúc trọn vẹn, thì tôi phải đối mặt với rất nhiều sóng gió. Khuê ơi, Khuê! Về nhà gấp thôi. Cha làm sao hả chị? Cha không qua khỏi công trăng này rồi. Về thôi, chúng ta về thôi. Nhanh đi em. Cha tỉnh lại đi cha. Bọn con về rồi đấy. Trời ơi. Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây, một bàn cờ thế phúc. Xa Tây mỗi nhà lũ trẻ lơ sơ chạy, bất ổ bầy chim giáo giác bay. Bên nghe của tiền Tây bọt nước, Đồng Nai tranh ngói nhượng mồ mày. Hỏi trang dịp lệ nay đâu vắng. Nở đê. Chúng con kính chào cô ạ. Chào các em. Hôm nay cô sẽ dạy các em bài thơ Nước Lục của Nguyễn Đình Chiểu. Trời mưa từng trận gió từng hồi. Trời trời, ai mà đẹp mà nóng bỏng dữ vậy nè. Dạ bẩm thư quan, đó là Nguyễn Ngọc Khuê, người tài sắc vẹn toàn của làng đấy ạ. Lần đầu tiên ta mới biết đi nữ dáng trần là như thế nào đó. Người gì đâu á mà hả? Trời ơi, mà đẹp quá vậy nè. Không biết người phà mắt thịt chui ở đâu ra mà mồm dẻo quẹo như vậy chứ ạ. À? Trời ơi, ta mà ngươi không biết là ai hả? Chi phủ Ba Tường nổi tiếng nhất cái làng này. Dạ bẩm ngài, ai mà chả biết ngài là chi phủ Ba Tường nổi tiếng nhất cái làng này ạ? À? Biết vậy thì ngươi mới mất phải giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận đó nghe chưa? Nàng hoảng sợ dữ vậy nè. Trời ơi, đưa tay để tao kéo nàng lên ạ. Ông đến nhìn tôi có việc gì vậy? Trời ơi, người có quyền chức hạng cao như ta mà phải có chuyện gì mới tới thăm nàng được hả? Trời ơi, đứng lên nè. Ông tránh nè, tao xót lắm ạ. Trời ơi, nàng thật là quyến rũ quá đi à. Tao thích mạnh mẽ như vậy đó. Trời ơi, giờ này sao mà nàng còn đứng đây nấu cơm ăn cơm một mình vậy? Đáng lẽ bây giờ nàng phải ngồi cạnh ta nè, cùng phủ ta nè, để giữ yến tiệc với ta nữa chứ. Đồ biến thái. Nè, nói gì đó hả con kia? Nè, đứng lại coi.
cái con Ngọc Khuê này không phải là dạng vừa đâu. Ghê gớm lắm đấy. Tao sẽ cho mày biết tay. Hãy đợi đó, đợi đó. Từ trước tới giờ chưa có một đứa con gái nào dám làm nhục ta như vậy. Cái con này đáng chết lắm phải không? Dạ. Tao sẽ cho nó biết tay, nát như cái lá này luôn. Cái thứ tức quá mà. Đường đường là một quan tri phủ như ta mà bị làm nhục bởi một con nữ nhi hả? Đã hát ở đâu? Tốt lắm, lui. Mày sẽ biết lễ độ đối với ta. Mày nghĩ tao là ai ha? Trời ơi, biết tao là ai chứ gì. Hạ thần đâu? Hãy mau mang chén sâm hồng này và quà cáp đến cho Ngọc Khuê. Nói ả ta là quan tri phủ tặng lễ đáp lỗi. Người phải đứng đó canh cho ả khi nào ả uống hết mới được về. Nhớ chưa hả? Thuốc này là loại thuốc độc cực mạnh. À, ta sẽ phải đối diện với cái chết một cái nhẹ nhàng nhưng đau đớn lắm. Chị ơi, em muốn nghe quan tri phủ họ sao lớn tới hại chị đấy. Hả? Tại sao lại như vậy? Bây giờ giải thích thì dài dòng lắm, chị mau chạy đi. Chạy trốn đi chị. Chạy đi. Chị cảm ơn em nha. Chị Xuyến ơi. Chị Xuyến. Chị đâu rồi, trời ơi. Chị Xuyến ơi. Ơi, chị đây, chị vừa mới đi mua bắp về nè. Ông quan tri phủ chuẩn bị cho người tới hại em. Hả? Đó chị. Ai? Mình phải trốn về Rạch Miễu nhanh thôi. Tại sao? Mẹ ơi. À, tới đây nè con. Cái này là gì vậy mẹ? À, đây là cây húng quế đó. Hôm nay mẹ chiên cá ngon lắm này con. Ăn đi cho mau lớn. Mẹ cũng ăn đi này.
trời đất ghen chi chữ sắc tài, vùng xuân vội tía bảy phần mai, gương loanh sảng sốt càng ngơ ngác, phấn vẽ đồi mồi lại kém phai, lặng lẽ duyên hồng tơ tóc vắn, vẫn vương vận liễu ngày tháng dài, bông đào bao thuở thay đổi lứa, lỡ để trăng thu bóng xế đoài. Tài kia không sắc, sắc không tài, lá úa cành khô cũng tiếng mai, ngọc ánh chi nài son phấn đường, vàng rồng há sợ mất màu phai. Ba trường chót đã xe tơ vắng, bốn đức nay tua nối tiếng dài, dẫu khiến duyên này ra đến thế, trăng thu dầu xế rạng non đoài. Chào cô em, ta đây ít thấy người phụ nữ nào trong làng lại chăm lo cho vẻ đẹp trí thức nhiều như này. Sẵn tiện đây ta xin tặng em một vế, phải gần với nguyệt lúc lân vơi, đặng hỏi hằng nga nội sự đời, ở hạ mây mưa còn kém sắc, về thu non nước tỏ cùng nơi, hãy trong du lượng xây lòng nước, hoặc đợi thanh liên cất chén vời. Đường xa vòi vọi, dặm vơi vơi, nghĩ nỗi mày xanh, ngán sự đời. Bể ải sông ân còn lắm lúc, mây ngàn hạt nội biết là nơi. Một giây oan trái rồi vay trả, mấy cuộc tang thương há đổi đời. Trước quỷ mưu thần âu những kẻ, gặp cơn nguy biến khó đu bơi. Đây có phải là nhà của Sương Nguyệt Anh không ạ? Đúng rồi, tôi là Sương Nguyệt Anh đây, có việc gì không ạ? Tôi là nhà báo, muốn tìm cô có chút việc. Anh mời chú vào. Tôi biết đến cô qua những bài thơ văn và những đấu tranh cho phụ nữ của cô. Cô đã cho thấy sự kiên cường và đam mê trong việc phát triển văn học Việt Nam, mở đường cho phụ nữ sau này có niềm đam mê như cô. Vì thế, tôi muốn cô là phụ nữ đầu tiên đại diện cho tập báo Nữ Giới Chung. Cô thấy như thế nào? Sau những biến cố, tôi đã chọn con đường viết lách để mở cánh cửa cho phụ nữ có một nền tảng đấu tranh cho văn học Việt Nam. Và tôi rất vinh hạnh khi được làm người phụ nữ đầu tiên cho làng báo chí của nước ta. Mặc dù tôi đã mất tất cả, nhưng niềm đam mê viết lách của tôi vẫn còn tồn tại. Tôi mong rằng con đường văn học sẽ tạo nên nhiều cơ hội cho thế hệ sau này. Cảm ơn chú đã đến tìm tôi.